anh đi làm nha mình. Trải qua một đoạn đời nhiều nước mắt, Hải đã có thể thay đổi danh phận giữa cuộc sống nhung lụa bên ông chồng giàu sang 25. Thế nhưng trong thâm tâm cô vẫn chưa hề nguôi ngoai về nỗi đau chất chứa từ 30 năm trước. Mình là một người con bất hiếu, một người vợ không chung thủy, là người mẹ bỏ con. Từ sâu xa trong nỗi đau về sự chia ly, tan tác của một gia đình từng ấm êm hạnh phúc là cộng hưởng của nhiều yếu tố. Sự mưu mô xảo quyệt của Hai Thức, một kẻ ngông cuồng xem thường đạo lý, luật pháp, dung tiền, thao túng người khác để thực hiện ý đồ bất chính. Trụ nó thêm nhiều lần nữa, để nó có thể mê trụ hơn mê vợ, thì mới đúng ý đồ của tao. Anh Hai yên tâm. Là sự sốc nổi ngờ nghệch của ba Thành cộng với sự ngây thơ đơn thuần của Hải đã khiến họ dễ dàng trở thành con rối để Hai Thức giật dây. Hải, chuẩn bị lên Sài Gòn với anh. Cô gạt tôi hả? Hả? Người ta nói không sai mà. Hai đứa mày, mình định trốn đi Sài Gòn cùng nhau, vậy rủ theo tao làm cái gì? Những thước phim vừa lên sóng đã có sức lay động mạnh mẽ đến trái tim người xem, xót xa cho số phận nghiệt ngã của ba Thành, thương cảm cho sự lẻ loi, côi cút của cậu bé Chẩm và ngưỡng mộ tình yêu thương vô bờ và sự hy sinh cao thượng của Hai Nhẫn dành cho người em trai và đứa cháu bất hạnh sau một đoạn đời tang thương, dâu bể. Kính thưa quý khán giả, cuộc đời của ba Thành khép lại đầy bi thương quẩn khúc, nhưng từ đây sẽ mở ra một giai đoạn mới cho 30 năm sau với một câu chuyện mang màu sắc khác, ly kỳ, hấp dẫn trong hành trình giải mã những bí ẩn về cái chết của ba Thành bởi kế hoạch hoàn hảo của một kẻ thủ ác cao tay. Những tập lên sóng vừa qua, đảm nhiệm vai ba Thành, diễn viên Minh Đăng tiếp tục nhận nhiều lượt tương tác và phản hồi từ khán giả với nhiều cung bậc cảm xúc xung quanh nhân vật đóng vai trò then chốt trong câu chuyện nền, tạo bước chuyển cho những diễn biến mới kịch tính nhưng đầy ly kỳ giai đoạn 30 năm sau. Diễn viên Minh Đăng sẽ tiếp tục có những trải lòng cùng khán giả về nhân vật, về những cảnh quay ấn tượng của ba Thành mà mình đã thủ vai. Minh Đăng xin kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình Vĩnh Long. Mấy ngày vừa qua thì Đăng cũng đang xem phim mà mình thể hiện trong phim Rồi 30 năm sau. Đăng cảm thấy nổi da gà khi xem lại những cái phân đoạn mà mình hóa thân vô nhân vật ba Thành. Một nhân vật rất nặng tâm lý, một người nông dân, bộc trực, có những cảnh vũ phu trong gia đình. Thật sự Đăng ở ngoài không phải là người như vậy, Đăng ở ngoài rất là hiền. Về câu chuyện ba Thành có được Hải thì đầu tiên đó là hạnh phúc. Hải là một người quá đẹp, quá hoàn mỹ trong cái xóm đó. Biết bao nhiêu chàng trai mơ tới thì ba Thành có được Hải thì đó là một niềm hạnh phúc. Nhưng mà niềm hạnh phúc đó phải song song với sự ghen tuông, tranh giành những người thanh niên trong xóm. Một cái áp lực rất lớn để giữ được hạnh phúc gia đình. Nhưng mà nhân vật ba Thành thì không có đủ bản lĩnh, không đủ học thức, không đủ sáng suốt, dẫn tới là những cảnh bạo hành gia đình. Nhưng đó là xuất phát từ ích kỷ trong tình cảm của nhân vật ba Thành mang lại, tạo nên một bi kịch của gia đình. Vợ mày có bầu. Cái gì? Vợ tao có bầu? Ừ. Không lẽ cái bầu đó là của người khác? Mẹ, mày nói gì vậy? Xuất thân của nhân vật ba Thành thì là đáng thương rồi. Tính tình bộc trực vì tất cả mọi người đáng trách là cái sự nông cạn trong suy nghĩ. Hy vọng những chia sẻ của diễn viên Minh Đăng, quý khán giả sẽ hiểu và cảm thông hơn về cuộc đời nhân vật ba Thành. Sự chân thành đã đưa anh đến hành động trượng nghĩa, cứu gia đình người thương thoát khỏi sự nguy hiểm từ đám giang hồ cho dai, rồi bất ngờ có được Hải, cô gái xinh đẹp mà bao chàng trai mơ ước. Và anh ba Thành sẽ nên duyên vợ chồng. Con nguyện sẽ yêu thương và trung thành với anh ba Thành suốt đời suốt kiếp. Nhưng cuối cùng sự chân thành mộc mạc này lại chính là điểm yếu khiến ba Thành thất bại thảm hại trước đối thủ đầy mưu mô xảo quyệt Hai Thức trong rắp tâm chiếm đoạt Hải tới cùng. Tôi cảm ơn Hải. Điều mà Đăng muốn gửi gắm, làm gì cũng phải sáng suốt, suy nghĩ kỹ lưỡng, chứ không phải như nhân vật ba Thành hồ đồ, vũ phu, không giải quyết được gì.
để làm ảnh hưởng gia đình như vậy. Trước khi tham gia nhân vật này á, thì bên sản xuất và đạo diễn hỏi ý kiến Đăng. Ba Thành là nhân vật đầu tiên mà Đăng thể hiện tính cách đa chiều như vậy. Ngoài trước giờ Đăng tham gia bên đài truyền hình Vĩnh Long là những nhân vật phim cổ tích, tâm lý nó thuận, nhưng mà nhân vật Ba Thành này đa chiều tâm lý và nó phải thể hiện sao cho một cái nhân vật vừa nát rượu vừa vũ phu, không phải là nhân vật để người ta ghét. Minh Mấm xưa giờ chưa quay mà đóng có coi, có tham khảo, anh này đóng những cái phim thường là vai hiền, những cái vai này nó xù xì, nó gai góc, một người nát rượu, không biết đảm đương nổi không. Thì Minh Mấm hơi bất ngờ, Minh Đăng thực hiện rất tốt. Ngày đầu tiên quay, có thể là coi phân cảnh đầu tiên của Minh Đăng thực hiện, thì Minh Mấm thấy là hài lòng với diễn viên này. Rồi nó sụt con nhỏ, làm cho cha tía nó đó hả, tức ôi mau chết đó. Rồi tiếp, gì nữa? Kệ đó đi, phát mới gì tôi. Diễn chậm chỗ này thôi, diễn là nghe nghiêm nghiệp. Đó bác, tôi kể đi. Kệ nó mới gì tôi mà giận á, giận vào. Phát mới gì tôi. Đúng rồi, tiếp. Thằng Thức nó về thăm bà Đại, tao thấy rõ ràng là vậy đó. Tao sẽ về thăm bà Đại. Mày nói cái gì? Chị nghĩ xong, ngó bà, ngó thẳng. Ê, tao tập nè, chưa cho nó diễn thêm em ngó kiểu câm sàm. Nhưng mà tao chỉ thắc mắc á, là thằng Thức nó về đây á, không biết mày biết chuyện chưa? Thức nào? Thì cái thằng mà hồi đó hỏi cưới con Hải đó, rồi nó xù con nhỏ, làm cho tía nó tức ối máu chết đó. Thầy kệ nó đi, bà nói tôi làm chi? Thăm mẹ, rồi sẵn giờ ngó con luôn. Ê, cái thằng này, nó chưa kịp nói mà. Thì Minh Đăng là một cái bất ngờ của Minh Mấm. Thì Minh Mấm mới đỡ lo cái vai Minh Đăng rất là nhiều. Và sau này Minh Mấm có nói với Minh Đăng, em làm anh rất là bất ngờ và anh rất là hài lòng về cái vai diễn của em. Đăng chia sẻ với vị khán giả một chút xíu về nhân vật Ba Thành trong lúc quay. Sau cái chết Ba Thành thì nhân vật Ba Thành này có những cái phân cảnh mà hiện về trong đêm hoặc là trong cái tiềm thức của ông Thức hù dọa anh Thức này. Những cái phân cảnh đó thật sự Minh Đăng xem lại thì Minh Đăng cũng nổi da gà hết luôn. Quay rất là cực quá trang, cực về bối cảnh, cực về xử lý ánh sáng. Mình quay lúc mà khoảng 12 đến 1 giờ khuya mà mình trong cái gương mặt như vậy nữa, trong cái ánh sáng như vậy nữa. Nhiều khi á, mình đi ăn cơm trên đoàn á mà không biết sao mình vừa ra cái mấy bạn quá trang hiện trường đồ chạy hết, mình cũng hết hồn ngược lại luôn. Tại sao mọi người nhìn mình hết hồn như vậy mà mình quên đó, mình đang quá trang một cái nhân vật rất là âm u như vậy. Sau 10 tập này thì những nhân vật mới xuất hiện và nó sẽ lôi cuốn theo cái cách khác, và những anh chị trong nghề nữa. Mong quý vị khán giả xem và ủng hộ cho Minh Đăng, một người con miền Tây, để gần gũi với khán giả nhiều hơn, thể hiện những vai mà để phục vụ khán giả. Cảm ơn diễn viên Minh Đăng đã dành thời gian trải lòng về nhân vật Ba Thành cùng quý khán giả của phim trên truyền hình Vĩnh Long. Nhiều lượt tương tác phản hồi từ quý khán giả yêu thích bộ phim về vai Ba Thành có lẽ là những minh chứng cho thấy diễn viên Minh Đăng đã thể hiện vai diễn đa chiều một cách tròn trịa, đem đến cảm xúc chân thực gần gũi nhất đến người xem. Quý khán giả thân mến, đảm nhận một bộ phim được chuyển thể từ vở cải lương đình đám, từng đi sâu vào tiềm thức của những khán giả mộ điệu cải lương là thử thách không nhỏ với những người làm phim. Làm sao vừa truyền tải câu chuyện một cách trọn vẹn đầy đủ, đảm bảo hình tượng nhân vật, giữ vững sự hấp dẫn và tạo được dấu ấn riêng biệt phù hợp với bối cảnh thời đại. Và đạo diễn Rồi 30 năm sau đã đầu tư chăm chút và thổi hồn cho câu chuyện như thế nào để đảm bảo tinh thần này. Khi mà mình nhận được kịch bản Rồi 30 năm sau của đài truyền hình Vĩnh Long á, mình rất là vui và hào hứng, tại vì đây là một kịch bản cải lương có tiếng thời xưa. Những kịch bản cải lương này, cái ngóc ngách cuộc sống, những cái bi kịch, những cái số phận con người được tác giả rất là tỉ mỉ chăm chút. Cái điều thú vị nhất của Minh Mấm á, là mình cứ nghĩ là như bao giờ cải lương khác thì nói về số phận con người, nhưng không, đây là một cái hành trình phải tìm ra sự thật, cái hành trình phá án của đứa con, tìm ra sự thật cái chết của cha mình. Những người nghĩ là mình có quyền mình tranh đoạt, giành giật
cái hạnh phúc của mình. Ở trong phim này được thực hiện qua vai Quốc Thái, vai Thức giật lấy cô Hải để làm vợ mình, hãm hại chồng của Hải là Ba Thành. Thì câu chuyện là như vậy thôi, nhưng đời sau bị ảnh hưởng, đời sau biết được sự thật đó, thì đứa con của Hải với Ba Thành là Quan Tấn Đông, tên là Chẩm, mới tìm ra sự thật. Thì quá trình này rất là nhiều cái lắc léo. Nhiều cái lắc léo này sẽ dẫn khán giả đi từng cái trường đoạn này đến trường đoạn khác, mà khán giả sẽ cảm nhận những cái khó khăn của nhân vật Chẩm. Thì cái phim này nó theo một cái mô típ phá án nhiều hơn là những cái bi ai thấy sau cái hành trình của án. Cũng như Minh Mấm vừa chia sẻ, thì cái phim mà được chuyển thể từ vở cái lương đã quá thành công lúc trước đây, thì đây là một áp lực lớn của một đạo diễn. Ví dụ như tất cả đạo diễn nào nhận một cái kịch bản đã tốt rồi thì cố gắng phải làm tốt hơn, đây là áp lực. Phải có cái riêng của mình. Mình Mấm Rang cố gắng đưa những cái có tính hình sự chút xíu, sẽ có những cái yếu tố bất ngờ, hoặc là có những cái yếu tố ma mị trong phim, có những cái phân cảnh nhân vật mà bị giết, bị hãm hại sẽ hiện về. Thì đó là sự ám ảnh của nhân vật mà tạo ra cái ác. Thì mình phải làm sao cho thật rùng rợn chút xíu để cho mọi người có thể đón nhận và chia sẻ. Cái người mà gây ra tội ác đó phải dằn vặt, nó cũng mang tính dằn vặt, phải ám ảnh. Giống như là khi mà Ba Thành bị hãm hại chết thì khi hiện về phải xài kỹ xảo chút xíu, phải xài về quá trang xíu, có nghĩa lòng mắt á, sẽ xài bằng một cái chất mà của nhập bên nước ngoài về làm lòng mắt đỏ lên. Gọi là quá rất quan trọng, tại vì dù sao chăng nữa một kịch bản hay phải cần diễn viên giỏi. Phim rồi 30 năm sau á, cái diễn viên phải hai thời kỳ. Kỳ đầu thì diễn viên trẻ, thì sau diễn viên già hơn. Khi nhận kịch bản cũng Minh Mấm cũng suy nghĩ rất là nhiều với bạn với sản xuất. Bây giờ nếu như thời kỳ đầu lấy diễn viên trẻ đóng, diễn viên trẻ người ta không phải là diễn không tốt, diễn rất là tốt. Nhưng mà khi mà 30 năm sau mình đổi hết diễn viên đúng như thời kỳ của 30 năm sau, khán giả sẽ khó nhận ra, khó cảm được cái nhân vật Rang Dữ Thanh Trúc. Quốc Thái thì mới đầu phải tạo hình là tóc, mặt bằng trang điểm. Cái khó nhất của Minh Mấm là Thanh Bình và Quang Tấn. Quang Tấn đóng vai cháu, gọi Thanh Bình bằng bác. Mà Thanh Bình với Quang Tấn ở ngoài đời là hai người bạn tốt, học chung. Ráng cố gắng để làm sao mình đừng thay đổi vai. Nhờ quá trang lấy một cái nhập về cái chất gọi là làm nhăn da. Thì ngày đầu tiên Thanh Bình lên làm nhăn tới nhăn lui, quay ra giả trân thôi về. Cho Thanh Bình về, nguyên ngày không quay gì hết. Thì ráng đợi 2 tuần sau cái chất đó về, Thanh Bình mới được quay. Thì lên định trang á, quay xong này nọ nó ok đó, thì còn một số cái nữa, yếu tố nữa, dặm thêm tóc bạc này nọ nữa. Thì trong phim các bạn sẽ thấy Thanh Bình và Quang Tấn là hai người bạn, nhưng mà trong phim lại là bác cháu. Bác hai vẫn chưa trả lời con á. Trả lời cái gì nữa? Thì đến giờ tại sao bác hai vẫn chưa lấy vợ? Ở như vậy do đàn bà con gái thèm chơi được không? Bác hai giỡn hoài. Hy vọng sự chăm chút cho từng cảnh quay, từ bối cảnh, hóa trang, diễn xuất, rồi 30 năm sau, những tập tới đây sẽ đem đến cho người xem những thước phim chân thực, lôi cuốn, hấp dẫn. Nếu ở giai đoạn đầu phim tập trung để làm rõ bi kịch của gia đình Ba Thành và Hải, thì giai đoạn 30 năm sau sẽ là hành trình giải mã những quẩn khúc từ vụ án Ba Thành ly kỳ, lắc léo, với nút thắt mở đan xen, dẫn dắt người xem từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Song song đó sẽ là những trường đoạn khiến người xem thổn thức bởi những mâu thuẫn hiểu lầm giữa những người cùng máu mủ ruột trà. Câu chuyện về tình yêu, hạnh phúc của thế hệ trẻ với những bi kịch trái ngang. Tại sao anh lại như vậy? Anh Lý! Chạy ra. Ông cười gì vậy? Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Thằng khốn nạn, mày làm em gái tao có bầu, rồi mày dẫn đi phá tài hả? Mời quý khán giả đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Rồi 30 năm sau vào lúc 20 giờ mỗi tối thứ 2 đến thứ 7 trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 nhé. Đến đây thì thời lượng của phim trên Truyền hình Vĩnh Long cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau.